Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: 324 người chết và 220.000 người vô gia cư trong trận lũ hàng thế kỷ ở Ấn Độ. Các bạn thân mến, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn trong nhiều ngày, khiến ít nhất 324 người thiệt mạng và 220.000 người dân mất nhà cửa. Và một số khu vực của thị trấn và thậm chí toàn bộ thị trấn đã bị cuốn trôi trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua. Tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kerala, nơi lũ lụt quy mô lớn hoành hành, gây lở đất và sập các tòa nhà. Nhiều ngôi nhà gần như bị nhấn chìm và hàng nghìn người phải chạy lên các mái nhà để chờ cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ đang sơ tán nạn nhân đến 1.500 trại cứu trợ khẩn cấp bằng trực thăng và thuyền. Bộ trưởng Kerala Pinarayi Vijayan nói với hãng tin AP rằng ít nhất 324 người đã chết trong 9 ngày qua, trong khi hơn 220.000 nạn nhân vô gia cư đã được đưa vào các trại cứu trợ khẩn cấp. Ông nói rằng cuộc khủng hoảng lũ lụt là rất nghiêm trọng. Vijayan nói với các phóng viên, chúng tôi đang chứng kiến một thảm họa nghiêm trọng như vậy trong lịch sử của Kerala. Lũ lụt theo mùa xảy ra hàng năm ở Ấn Độ, nhưng lũ lụt năm nay có mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Lũ lụt bắt đầu vào tháng trước, nhưng mưa lớn đã khiến mực nước ở các sông và hồ chứa của Kerala dâng cao trong vài ngày qua. Với tình trạng lở đất ở một số khu vực, số người chết ở Kerala đã tăng vọt trong 24 giờ qua. Lực lượng cứu hộ báo cáo đã tìm thấy hơn 100 thi thể trong khu vực chỉ trong một ngày rưỡi. Chính quyền địa phương cho biết nhiều nạn nhân bị chôn sống do sạt lở đất gây ra. 12 trong số 14 quận của Kerala bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó nặng nhất là các khu vực miền Bắc và miền Trung của bang. Một số bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp oxy và thiếu xăng dầu tại các trạm xăng dầu. Các dịch vụ thông tin liên lạc trong toàn khu vực cũng bị ảnh hưởng, khiến các nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Bị ảnh hưởng bởi thảm họa, dịch vụ xe lửa địa phương đã bị ngừng hoạt động. Toàn bộ thành phố Cochin của Kerala đang bị ngập lụt và sân bay chính của Kerala dự kiến sẽ đóng cửa cho đến hết tuần. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã tới bang Kerala để thị sát thảm họa. Các nhà chức trách đã điều động hàng trăm binh sĩ tham gia cứu trợ thiên tai, đồng thời huy động thêm nhân lực và vật tư cứu trợ tại khu vực thiên tai. Hơn 300 tàu cũng tham gia vào chiến dịch cứu hộ. Cục khí tượng địa phương cảnh báo mưa nhiều hơn trong những ngày tới và ban bố báo động đỏ. Người dân đi bộ qua những con phố ngập lụt ở quận Kozhikode, cách Trivandrum khoảng 385 km về phía bắc thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Các thành viên tình nguyện của câu lạc bộ thể thao mạo hiểm Kerala đã vận chuyển vật liệu cứu trợ thiên tai đến địa phương bằng ô tô. Người đi làm Ấn Độ lê bước qua những con phố ngập lụt ở quận Kozhikode, cách Trivandrum, bang Kerala khoảng 385 km về phía bắc. Ở ngoại ô, quận Kozhikode khoảng 385 km về phía bắc Trivandrum thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Một cậu bé bơi đến nhà mình trong trận lũ. Các bạn thân mến, mưa xối xả ở Bắc Ấn Độ vào hai ngày qua, sông Yamuna chảy qua Delhi dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục 35 năm. Truyền thông Ấn Độ đưa tin lũ lụt đã giết chết ít nhất 130 người và 70.000 người mắc kẹt trên dãy Himalaya. Đài BBC đưa tin 138 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét ở Uttarakhand và Himachal Pradesh. Bất chấp thời tiết quang đãng, hàng chục nghìn người hành hương và khách du lịch theo đạo Hindu do lở đất, đường hư hỏng và cầu gãy. Giám đốc cứu trợ thiên tai của Uttarakhand, Japan Avia, cho biết ngôi đền Kedarnath đã bị cuốn trôi và khoảng 10.000 người hành hương đang chờ đợi sự giúp đỡ. Ông chỉ hy vọng rằng ngôi đền sẽ không bị sập. Các quan chức cho biết 200 ô tô, 2 tòa nhà và thậm chí một chiếc trực thăng đang đậu đã bị nước lũ cuốn trôi. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Sankha Koraila cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 18 người mất tích tại các khu vực hẻo lánh của Nepal do lở đất và lũ lụt gây ra bởi mưa xối xả. Hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi ở miền Tây Nepal. Tốc độ cứu hộ đã được cải thiện sau khi cơn mưa lớn ngừng vào thứ Ba vừa qua. Với hơn 22.000 người được giải cứu ở Uttarakhand trong 2 ngày qua, nhưng khoảng 60.000 người vẫn còn mắc kẹt.
Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Đảng Quốc hội Di Raja đã bay đến Uttarakhand để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ra lệnh cho chính quyền địa phương nỗ lực hết sức để cứu trợ thiên tai. Raja mô tả tình hình ở khu vực thiên tai là đáng buồn và công bố gói viện trợ nhà nước trị giá 10 tỷ rupee, tương đương 170 triệu đô la Mỹ. Raja nói rằng lũ lụt ở Uttarakhand bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã hoành hành hơn 3 ngày và hàng chục nghìn người vẫn đang bị mắc kẹt. 102 người đã chết do lũ lụt và số người chết có thể tiếp tục tăng. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực xung quanh thánh địa Kedarnath của đạo Hindu, nơi được ưu tiên giải phóng những người bị mắc kẹt. Các nhà chức trách đã điều động 5.500 binh sĩ cùng hàng trăm quân dự bị và các quan chức quản lý cứu trợ thảm họa để cung cấp hàng cứu trợ và cứu trợ khẩn cấp cho hàng nghìn du khách và người hành hương bị mắc kẹt tại các thị trấn và đền thờ. Quân đội cho biết 5 căn cứ không quân đã được sử dụng để xúc tiến các hoạt động cứu hộ. Tổng tư lệnh về thảm họa Piyush Rutela cho biết tình hình ở Uttarakhand thực sự thảm khốc. Với các tòa nhà bị lũ cuốn trôi, gây lở đất ở một số nơi bị chặn đường, hơn 20 cây cầu bị sập. Nhiều phần của ngôi đền Hindu ở Kedarnath đã bị lũ cuốn trôi và những hình ảnh khổng lồ của vị thần có thể được nhìn thấy trôi xuống sông trong các bức ảnh lũ lụt, ngôi đền bị chôn vùi trong bùn và tuyết. Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Shinde cho biết hơn 62.000 người hành hương đã bị mắc kẹt ở nhiều nơi khác nhau. Hầu hết những người hành hương đã bị chặn đường hành hương sau khi lở đất làm tắc đường và cầu bị cuốn trôi. Một người hành hương ở Delhi nói rằng họ đã bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi trong 14 giờ với một ngọn núi sụp đổ ở trên và một dòng sông hỗn loạn bên dưới. Đường núi tắc nghẽn nặng nề, xe không thể tiến tới cũng không thể lùi. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đều ổn. Theo Indo-Asian News Service, mực nước sông Delhi ước tính là khoảng 207,7 mét vào tối mai, cao hơn mức 207,48 mét vào năm 1978 và có thể là mức cao kỷ lục trong vòng 35 năm. Mặc dù các quan chức đã buộc sơ tán 1.500 người khỏi các khu vực trũng của Old Delhi, nhưng dòng sông dâng cao vẫn tiếp tục lan đến các vùng cao ở cả hai bên. Cây cầu cũ bắc qua sông Yamuna, mực nước trong ngày đã tràn xuống tầng dưới dành cho người đi bộ và phương tiện. Năm nay, gió mùa ở Ấn Độ đến sớm hơn thường lệ khoảng một tháng. Lần này, lượng mưa lớn do gió mùa gây ra đã đạt kỷ lục trong hơn 50 năm, quét qua nước này với tốc độ nhanh nhất. Trận mưa lớn cuối cùng nhanh chóng bao phủ khắp đất nước là vào năm 1961. Kính thưa quý vị và các bạn, mưa lớn lại đổ bộ vào Ấn Độ, rất khó để tồn tại và cứu hộ. Epoch Times đưa tin dãy Himalaya ở Ấn Độ chỉ bị ảnh hưởng bởi nước lũ cách đây một tuần. Hôm nay, một đợt mưa mới đã cản trở nỗ lực cứu hộ ở Kashmir và các khu vực ngập lụt ảnh hưởng đến lực lượng. Parmesdit và những cư dân sống sót của Srinagar mô tả mọi thứ như một cơn ác mộng. Lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 490 người thiệt mạng ở Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan và quy mô của thảm họa khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn. Vài ngày sau khi trời quang mây tạnh, mưa và sấm chớp nhiều hơn đã ảnh hưởng đến các hoạt động cứu hộ ở thành phố Srinagar bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Omar Abdullah, người đứng đầu Kashmir, người bị chỉ trích vì các nỗ lực cứu trợ kém, thừa nhận rằng chính phủ của ông đã hoàn toàn tê liệt trong các nỗ lực cứu trợ ngay lập tức. Abdullah nói, chúng tôi không có phương tiện giao tiếp nào khác với thế giới bên ngoài, ngoài bộ đàm. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Abdullah đăng trên tờ Indian Express hôm nay cho biết, lực lượng an ninh đã sử dụng thuyền và trực thăng để vận chuyển lương thực và những người sống sót giữa hai nước. Nhưng các nỗ lực cứu hộ đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Một quan chức cấp cao cho biết, sau khi một chiếc thuyền cứu hộ chở tiệc cưới bị lật ở khu vực Muzaffargarh thuộc tỉnh Punjab của Pakistan hôm thứ Ba khiến 11 người thiệt mạng. Tại bệnh viện Laden, bệnh viện sản và phụ khoa lớn nhất ở Kashmir, tất cả 9 bệnh nhân mắc kẹt cuối cùng đã được sơ tán. Nhưng một số người thân vẫn còn đang mắc kẹt và nước ngập đến ngực, họ không kịp tìm nơi trú ẩn trước khi lũ lụt xảy ra. Một phụ nữ sinh con tại bệnh viện Rat nói rằng có thời điểm cô bị mắc kẹt do ngập lụt trong bệnh viện. Nước tràn vào tứ phía và không ai giúp đỡ. Chúng tôi đã trốn trong nhà thờ Hồi giáo trong 3 ngày trước khi những người trẻ tuổi giải cứu chúng tôi. Sau khi vật tư y tế bị cuốn trôi tại một bệnh viện công ở Srinagar, các bác sĩ đã điều trị cho những người bị thương trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi cần tất cả các loại thuốc và đó là một thảm họa, một bác sĩ không muốn nêu tên nói khi đang điều trị cho bệnh nhân. Nhiều tấn thuốc đã bị cuốn trôi.
Các bạn thân mến, hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong trận mưa lớn ở miền Tây Ấn Độ, Mumbai. Theo China Broadcasting News, mưa lớn đêm qua ở miền Tây Ấn Độ đã làm gián đoạn thông tin liên lạc ở trung tâm tài chính của Mumbai và đóng cửa sân bay. Ước tính có khoảng 150.000 hành khách nằm bất động trong các nhà ga ở Mumbai. Thống đốc địa phương đã yêu cầu quân đội, hải quân và lực lượng dân phòng hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trên đường do mưa lũ. Ngoài ra, do sân bay đóng cửa, tất cả các chuyến bay chở khách đến Mumbai đều được chuyển hướng đến các sân bay như New Delhi. Lũ lụt ở miền Nam Ấn Độ đã tăng cường một lượng lớn nhân lực cứu hộ. Ấn Độ đã triển khai quân đội và đóng cửa các sân bay lớn ở tỉnh Tamil Nadu hôm nay khi mưa lớn làm trầm trọng thêm lũ lụt nhiều lần. Trận lũ lụt hiện nay đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người ở tỉnh ven biển phía Nam. Giới chức Ấn Độ cho biết hàng nghìn nhân viên cứu hộ mang theo thiết bị lặn, thuyền bơm hơi và thiết bị y tế đang cố gắng sơ tán các nạn nhân khỏi khu vực thảm họa. Hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Chennai ở thủ phủ của tỉnh cũng đã được sơ tán. Cảnh sát trưởng Chennai J.K. Tripathi nói với các phóng viên, ít nhất 10.000 cảnh sát và các chuyên gia được đào tạo về bơi lội đã được điều động để hỗ trợ nỗ lực giải cứu. Hơn 200 người chết vì mưa không gió mùa ở Ấn Độ, 750.000 nạn nhân của trận lụt lớn nhất trong 60 năm qua. Thời tiết bất thường, bão lớn ở Philippines và Ấn Độ cũng bị mưa lớn tại các tỉnh Karnataka và Andhra ở miền Nam Ấn Độ. Trời mưa hàng ngày trong tuần qua và toàn bộ nơi này biến thành biển cả. Ít nhất 200 người đã chết và số nạn nhân lên tới 750.000 người của trận lụt tồi tệ nhất. Các chuyên gia khí tượng Ấn Độ cho rằng thời tiết bất thường có thể là một trong những nguyên nhân một số khu vực ngập lụt bị hạn hán chỉ vài tuần trước. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và ấn biểu tượng chuông thông báo ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.